Trước mình thấy dính con gì rồi, lấy cái cây hồi mình đập nó được. Hình như con cò hơn chim hơn người đẹp vậy, hay là nó nào đến bờ vậy. Lên tới ha. Bông sen đẹp quá. Bự lắm, con này con cò rồi. Chết chi chú à. Lội nhanh mới được. Hai con vịt. Ủa con cò hay con vịt trời. Dính con vịt người ta chửi chết luôn á. Măng nhục luôn á. Ý con cò. Nãy con cò diệt, có diệt. Chết với chú rồi. Xin chào cả nhà ha. Thì chiều nay mình tiếp tục cắm câu cá lóc nha cả nhà. Thì đây mình thấy cái máy nó đang chạy, nó xới sen cho sen con nó ra nè. Mình quay cho cả nhà xem nha. Lội nước ngồi trên xuồng sướng không? Thì để mình zoom nhỏ lại. Thì ở đây người ta đã đánh lồng rồi. Đánh lồng rồi nè. Đánh cho nó ra sen con đó, cả nhà. Thì ở trong đó sen con nó sẽ tẻ con ra ngoài này. Nước lên này mới có 2-3 bữa nước lên ngập quá chừng luôn. Nhà thấy không? Ngồi trên xuồng kéo cái máy kéo đi thì kêu là máy chèn hang nha mọi người. Máy chạy nó đánh xong còn cái đường nhỏ giống như bên đây nè cả nhà. Giống như cái đường nhỏ vậy đó, sen nó tố ra nó lớn, sen lớn nó ra ngoài nè. Ở phía bên đây có cô đang ốc sen nè, nãy cô đó giăng lưới cả nhà. Giờ cô đang móc sen. Phía đó cần câu mình mới cắm. Giờ mình cắm xong rồi, giờ mình đi quay cảnh cho cả nhà biết cảnh quê mình thế nào thôi. Rồi giờ mình đi tiếp tục mình đi qua bên bờ bên đây, mình đi về đi xuống bờ đó mình về nha cả nhà. Thầy quay cảnh này cho cả nhà coi chút nữa. Ảnh quay trở lại luôn rồi. Rồi mình tiếp tục mình đi nha cả nhà. Trên đường về nè, mình thấy mấy cái cana nè. Cana mùa nước này ngọt lắm nè. Với lại cana tròn tròn này nó không chua nè cả nhà. Rồi cả nhà ăn với mình nha. Bây giờ tối mình đi thăm rồi mời các bạn đi theo với mình luôn nha. Quá trời cana nổi luôn. Trên bờ đó có cái cây cana nè. Gió nó tấp xuống này. Mấy trái chín nó rụng xuống thơm lắm. Mời cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà vào buổi tối nha. Tối rồi mình đi thăm câu mồi nhái nha cả nhà. Mới qua đây dính được con này, con nhỏ mà nó chết rồi. Ê, còn sống. Cả nhà thấy không? Sướng không? Cắm câu này mà cứ có dễ là sướng. Cái là táp nhái mà còn sống luôn. Táp nhái còn sống luôn. Rồi, giờ đi tiếp nha cả nhà. Ăn trước chắc con cua hay con gì lôi rồi cả nhà. Lôi lúc dưới đây, không biết con gì đây. Sảy cả nhà. Rồi giờ mình muốn nháy lại mình đi thăm tiếp nha. Ăn trước dính ngớt rồi mọi người. Mà cam mình giờ nó ướt nhẹp. Trời nó mờ. Mưa này ướt cam hết trơn nè. Đây mình gỡ ngớt cái mình chuỗi cam. Quá trời nó tắt. Đây. Gỡ ớt nè. Ớt trong phèn cũng bự không ha. Hết này cả nhà. Cũng được chứ không bự dữ. Bỏ vô mấy con nhái luôn. Mình móc lại mình đi tiếp nha. Chín cá bự rồi cả nhà. Lôi đầm dữ lắm, lôi dữ lắm rồi. Rồi sảy hết đâu tiêu rồi. Đây còn. Đó. Trời ơi. Thấy lôi đầm mà tới nó bự. Trời ơi. Nhỏ xíu luôn cả nhà ơi. Ủa, đừng sảy con nội rồi. Nhỏ chứ cũng được chứ không đừng sảy đâu. Cũng được nha cả nhà. Rồi, mình tiếp tục nha, móc nhái con nữa cả nhà. nhảy đi.
Cắm này niềm vui cả nhà, cắm dính mừng cá dính mừng lắm. Cắm cho biết không có lời luôn á, nhưng mà vẫn thích cắm, cắm cho nó dính lôi liệt 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 chứ. Này tiếp mấy cái sang chiều phá nào mà tới đây nè cả nhà. Giờ dính được con nó nó. Cá nhỏ, cá bên đây bên ruộng kia nó qua. Cái ruộng sen này nó hồi chiều nó lồng rồi. Nó lồng rồi là thua. Cá nó nhát ăn lắm đâu dám ăn mạnh đâu. Rồi, giờ mình móc lại mình đi tiếp luôn nha cả nhà. Để sòng sòng mới dính con gì cả nhà. Mình nhầm qua ha. Lúc này nước lên nè, cắm không gom, cá không gom. Cá lóc, cá lóc, cá lóc. Cá lóc, cá lòng tông xeo. Mỗi lần dính câu đó. Mỗi lần cá dính câu là nghe sướng trong lòng á. Cũng được nha cả nhà, không phải tệ đâu nha, móc mắt nữa. Trời, dắt đeo này cả nhà. Dắt đeo em ăn thấy không? Đây nè. Ghê. Có dắt á, không tiêu. À, mình gỡ ăn cá không. Ủa, hên luôn. Lọt vô trong cái bao luôn mọi người. Hên thiệt chứ. À, tiếp tục nha. Tính cái lắp cứng không à cả nhà. Kệ nó, có hơn không. Sảy luôn đi, cười đã. Này lỗ rồi cả nhà ơi. À, mình tiếp nha cả nhà. Dính con ếch rồi cả nhà. Nhỏ thiệt, bữa hổm đi trước. Lát này cũng tổ nái nữa. Dễ ạ. Nửa ký nữa rồi cả nhà ơi. Ếch này ếch tổ rồi, chúng ếch tổ nữa rồi. Cả nhà thấy không? Chứ nó tổ nữa. Trời ơi có đọt câu công à. Nó tổ rồi, nó tổ nữa rồi. Rồi giờ mình gỡ luôn nha, chưa chắc gì ra nữa đây. Đó tổ xì nái luôn nè, phê phê gâu rồi. Nãy giờ cắm ếch, ôi cắm câu cá lóc không dính, dính ếch không, hai con ếch vô vỏ nè. Đấy đó, nặng luôn phải không? Rồi mình tiếp tục nha. Còn cả nhà, mình quay khúc dính thôi nha, chứ khúc mà không dính quay nó dài lắm. Này 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 này, trời nó quằn đầu chiều giờ nó sần hết chân. Trời ơi cầm chi chưa cứng dữ vậy. Đây cả nhà, vô tụng tiếp tục nha cả nhà. Chuột, chuột rồi cả nhà, chuột này. Đó. Rồi lặn ấy. Bên trước dính con nữa. À quên đó. Tay lưới chiều cô kia dằn. À, giờ mình đây kia dính con nè, đi qua vòng quanh đây cả nhà. Nhỏ kiến lửa cắn nhỏ nhảy xuống sông. Ồ. Ồ cá nhỏ lôi dữ vậy. Đó, đó 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 sướng sướng quíu quíu quíu. À, nhổ lên, sảy cái. Sảy cái cười đá. Móc này con mắt mắt con mắt luôn. Đang mình gỡ cái nè. À, tiếp như dính con nữa nha. Hồi mới tính bắt nó ếch, ếch nhảy mẹ. Phải không? Chụp con nhái trước đi cả nhà. Ây da, hết nhái thay. Đó, đó, dính nè. Giờ bỏ nhái vô trước ha. Lùi sình lên luôn. Bỏ nhảy trước đi, bắt bắt nó sao. À, 1 2 3 khui. Trời ơi nó dãy văng sình tùm lum. Ừ, móc cả nhà. À, tiếp tục. Nhiều ghê ghê cả nhà. À, dính được con nữa, nghe mắt nữa. À, cá bự không? Ồ, con này bự ạ. Con này 250 gram có, 200 gram có. Bỏ vô gần cái tụng nhỏ bắt nháy. À, mình tiếp nha cả nhà nữa cả nhà. Giờ mình chỉ đi nhanh nhanh xíu đi, còn khúc này nữa, bờ này còn 4-5 cây gì nữa câu nữa hết rồi, tới câu của con nhỏ rồi.
nó con nhảy tọt nó mới bắt đó, bắt nó nhảy tọt đi. Đây cả nhà, móc mắt nữa. Cũng được, không tệ. Nè, đây cả nhà. À, mình đi cắm tiếp nha. Chín con cá nữa rồi cả nhà. Miếng ruộng này cá ghê thiệt. Mai cắm miếng ruộng này, mai có cắm cắm miếng ruộng này nè cả nhà. À, cá bự không nữa chứ. Không phải cá nhỏ đâu, cá toàn có tay không. Chảy luôn đi, cười đã. Móc ngang mắt con này sảy gì. Sảy cười nữa. Giờ mình móc nhái đi tiếp nha, còn hai cân nữa. Cân trước không dính nè. Cái nhà. Đây nè. Cứ mé dưới là dính, mé dưới là dính nè. Trời ơi. Tới gần câu mình làm dấu luôn rồi, hết câu luôn rồi cả nhà. Trời ơi nó bự quá cả nhà ơi, 4 kg à, 3 năm nữa. Cả nhà. Thôi, cho nó đi theo ông bà nó luôn đi. 4 kg chắc 3 năm nữa được 4 kg cả nhà. Bây giờ mà ốc đẻ nè. Thôi giờ mình cắm lại rồi đi thăm câu của con nhỏ nha cả nhà. Nhỏ nó cắm cả bờ này luôn. Các bạn. Vậy là bự rồi, vậy là ngon rồi. Đầu mùa mà cá cả đó là ngon rồi. Được con nhỏ, được con rồi nha. Cần đầu tiên cá lóc của nó được con rồi đó nha. Rồi giờ mình đi tiếp nha cả nhà. Có cần này không dính cả nhà. Có cần lúc trong kia, lúc trong kia thấy có trắng trắng chắc dính rồi cả nhà. Nhỏ nhỏ cắm hay lắm. Sát cá, sát mắm gì cả nhà. Giờ đi tiếp nha. Tiếp chừng nào dính mình quay về cho cả nhà xem nha. Chạy đây nè. Cá trời xịt xình luôn. Ở trước cần câu nhỏ dính nè. Em đi tới nè. Với cái cần ở lúc đằng kia cũng thấy dính luôn rồi cả nhà. Hai cần là giống như hai cần liên tiếp là nó dính luôn rồi đó. Đây cả nhà. Cá con nhỏ này cả nhà. Chờ nó lại mình nó gỡ lên nè. Gỡ lên nè cả nhà. Đó. Cá con trọng trọng có tay nữa không? 15 gram luôn cả nhà thấy không? Sáng ngày nó nhậu trước mình cả nhà, nó còn đi học. Ủa mà mai nó không đi học nhưng mà nó nhậu trước mình. Mình đi sáng ngày mình chạy qua đây tới 6 giờ mấy. Sáng mình nhậu của mình ha. Không quay được khúc của nó. Rồi mình đi tiếp nha cả nhà. Còn nữa cả nhà, con này nhỏ. Nó chạy không? Đó. Nó nhỏ nãy được 3 con rồi cả nhà. Giờ mình đi tiếp nha. Đây là thành quả cá của mình tối nay nha cả nhà, cũng được tầm ký cá, hơn ký cá, lại với hai con ếch, có một con ếch tổ, này cũng bằng 4 ngón tay, hơn 4 ngón tay với con ếch nhỏ. Rồi mình chờ sáng ngày mình quay tiếp cái khúc dính sáng ngày nữa nha cả nhà, rồi cái mình kết thúc clip luôn, nè nó tổ này. Ếch này nhỏ hơn ếch bữa, ếch này có 200 g, còn ếch bữa 400-450 g nha ha. Bây giờ sáng thì mình đi nhổ câu cả nhà. Ở trước mình thấy dính con gì rồi, lấy cái cây hồi mình đập nó được. Hình như con cò hơn chim hơn rùa biển vậy, ha là nó nổi lên bờ. Lên tới ha. Bông sen đẹp quá. Bự lắm, con này. Con cò rồi. Dắt chi chú à. Lội nhanh mới được. Hai con vịt. Ủa con cò hơn vịt trời. Với con vịt người ta chửi chết luôn á, măng nhục luôn á. Ý con cò, con cò vẹt, con vẹt chết với chú rồi. Nghe cả nhà, đủ đủ im. Gầu mảnh rồi nè cả nhà, trời ơi thấy quá ngon. Ôi dễ đọt câu luôn cả nhà ơi, sung quá sung rồi nè. Con này hình như con vẹt hay gì á cả nhà, con này cũng gần cỡ ký á. Trời trời cho mình chỗ bao luôn, gần cỡ ký luôn cả nhà. Ôi nó bự. Ôi đi đi tới mà rung hết chân. Vô 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 lại là khúc rồi.
đừng có bỏ một ghe cho mày ăn đêm hả con. À, giờ mình đi tiếp nữa nha. Bây giờ nhổ mớ câu rồi không dính cả nhà. Bây giờ được con với con chim nữa. Ngắm cô tỏi luôn kìa trời. Trời ơi. Ngắm con mẹ nó luôn rồi. Rồi cua ăn. Cua ăn cái đuôi nó te tua tù lưa hộp dưa luôn. Tới luôn cả nhà ơi. Quá. Cám dính một con mấy con cua này cũng dành ăn với mình nữa. Buồn thì chứ. Mấy bữa nước ngập lại ngập bà ganh luôn cả nhà. Bên kia dính ngã tổ rồi cả nhà ơi. Nghe nhảy dữ lắm rồi. Rồi nước sẹp 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 sẹp. Trời ơi, con ếch bà lớn. Ếch nhỏ xíu rồi. Trời dính cái chân nữa. Cũng bự lắm nha, 3 4 ngón tay á. Nữa cả nhà ơi. Nhảy. Sáng giờ lội không nổi luôn. Đó, đó, nó được cái đu đưa nữa coi, dính ngang mắt nữa rồi. Tiếp cả nhà. Cắm trên kia mà giờ nhỏ trễ quá. Gần 6 giờ rồi người ta. Ta đi ruộng quá trời. Ta đi ruộng ta cho thăm lưới rồi. Tiếp tục cả nhà. Nữa cả nhà. Cũng khâm khá đó. Ốc của vàng nó đẻ gì đâu, nó đẻ cần câu nào nó cũng đẻ lên chân. Này. Móc này mắc nữa thì mày mắc nữa. Dễ ăn quá cả nhà ơi. Đam mê cắm câu rồi. Đúng bài à. Lúc này nước lên rồi. Nước ngày đêm lên có khi tắt nước luôn á. Rồi sáng này nó rút trở lại. Ê đằng trước dính nữa cả nhà ơi. Hàm quá hàm quá. Điện máy lắc lắc cả nhà thông cảm nha. Dính này xảy gì không biết nữa. Đây đây đây. À dính rồi, dính rồi. Lộm 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 gạo à. Chết với chú, chết với chú. Ô bự nha, bự nha. Bự hơn cho cái luôn chứ bộ. Ngang mắt nữa nè cả nhà. Lưới câu quá xịn. Rồi tới luôn nha cả nhà. Cả nhà ơi, ba cần liên tiếp dính luôn. Mà tối thăm thì thay nhái muốn điên luôn. Giờ cần nào cũng dính luôn. Quá ngon. Chết luôn rồi. Cả nhà nghe gió hồ hồ thông cảm nha. Em đi đồng đi ruộng rồi phải gió vậy đó. Chứ giờ đâu có biết sao cản gió rồi được đâu. Tới luôn cả nhà. Luôn rồi cả nhà ơi. Chết nữa rồi, móc ngang mắt mà nó nước giật cái nó nhỏng mỏ lên chết rồi. Nước nó giật xuống cái điểm hôm nước nó còn lớn gồng á cả nhà. Cái nhà móc ngang mắt. Rồi cái nó theo ông theo bà luôn rồi. Tiếp cần kế tiếp luôn. Ai da, chụp chụp ổ gà. Thằng cô Thiện sáng ngày nó nhổ câu trước mình nó được 3 con cả nhà. Với đưa hôm nó được 3 con nó tổng được 6 con. Rồi, cần này hết mồi cả nhà. Tức mánh này, cũng sảy hay dùng cái cốc lưới ta. Rồi, lỡ quên kia cả nhà, lỡ quên cái đám sen này đêm hôm qua người ta lồng á. Lội, lội, lội. Rồi dính con cá nhỏ xíu luôn cả nhà ơi. Hai con nữa thì thấy giống giống mà không phải. Nên móc lưỡi câu xuống rồi. Bự quá nên lôi không nổi con ốc dứt. À, tiếp nha cả nhà. Dính con nhỏ nữa cả nhà. Quắt ngoải quắt ngoải. Nay không có cá bự rồi nhưng có hàng lạ, hàng độc. Tiếp cái nhà ơi. Cả ngón tay này kho lạc lạc cái chấm con súng rồi nè, chấm lá hẹ nè, ngon lắm nữa. Quấn vô sen chích ngọc nữa rồi cả nhà. Đây miếng sen mới lồng, cá nó không giống ra lồng quá, sen già ra cái còn sen non sen tơ nó ra cá điểm hơn không giống ra ra cũng sáng.
con nữa nha, nhỏ hả? Bữa nay dính cá mini. Dính toàn cá khô luôn cả nhà. Sâu dữ rồi, sâu dữ rồi. Trời chết chưa. Ủa muốn tới cổ luôn. Đuối. Nè. Từ bên kia không dính này. Ê như sâu nữa nè. Đó bước sập hố nè. Sập hố. Ở nhà nghe nước lội bổm bổm nghe sướng không? Mà ganh á, mà nồi lội cái bổm bổm vậy. Trời ơi, tưởng nó không dính nè, dính luôn. Dính cá bự quá, đâu có thấy. Thua luôn. Trước dính con cá nhỏ mà treo đoạn câu lên luôn cả nhà. Nước sao luôn. Quấn cóc nhờ. Nè. Trời ơi, trời 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 trời. Không lẽ bằng nhột với hàng xóm này chứ. Thôi, thôi, thôi. Thôi, thôi. Bắt bể con mắt này mới sao đây. Thả nó đi. Nè cả nhà. Nằm dưới lá sen nè, chút nó lóc xuống. Về được nó sống không được thì thôi, chứ biết sao giờ. Dính mấy con cá gì đâu mà tệ bạc chứ. Kia dính được con cả nhà, đó đó. Mình đi đồng này đạp miếng ốc với lại kiến lửa cắn thì thôi rồi luôn cả nhà. Dữ lắm. Dính này gì đây mà lôi lúc đoạt câu nó dính này chứ. Ôi. Trời ơi trời trời. Làm cũng dữ, lôi cũng lúc đoạt hết. Cá con mini. Cá này cả nhà. Đi đồng này kiến lửa cắn thôi luôn á, cắn nhảy xong luôn á. Đang trồng sen ở đây cả nhà. Rồi, giờ mình đi tiếp ha. Chưa tới lần trước thấy nó nhúc nhích đây, con cá với cá bự cá nhỏ nè. Nãy giờ nhỏ mớ câu không dính cả nhà. Giờ tới khúc dính mình quay tiếp vậy. Ê. Sao dữ vậy? Quá thì kiến lửa nó cắn rồi. Cắn cái đầu phê đó. Không cây mắt nữa rồi. Sao em chạy được em? Lên. Này cá không bự như cả nhà. Này cá mini. Đừng sảy luôn đi. Móc này con mắt của này sảy gì. Bờ câu nhỏ đi bờ câu ra thăm câu nói ra cái nó thấy con cá dính nó treo giò lên này cả nhà. Treo giò thú môn lên này. Treo giò gôn lên này. Này. Thủ phạm này này cả nhà. Thủ phạm nãy giờ nhỏ câu xong rồi không chịu về. Nãy giờ đi theo mình. Này cả nhà. Rồi. Còn cây này với 4 5 cây kia nữa là hết rồi. Trời con ếch lội cờ cờ. Không dính này cả nhà. Tiếp tục trước dính được con cá bự cả nhà. Bự nha, con này bự đó, con này phải 3 g, 2 g rưỡi 3 g. Đây là bự của mình rồi đó nha. Đây là bự của mình rồi đó. À, đây là bự rồi đó. Trời ơi, mẹ ơi. Con này mắt mà dễ dữ vậy. Trong nhà nó cóc lại nó không còn cái gì luôn rồi. Trời ơi, nó vô con mắt. Rồi, mình tắt máy mình gỡ cái cá này cái xong mình đi tiếp nha cả nhà. Còn có 3 4 cần nữa ha. Anh Tân ở đang móc sen cả nhà. Anh móc sen ruộng nhà của anh nè. Nguyên đám ruộng này vô tới trong trong kia luôn cả nhà. Lúc trong đó đó. Đám ruộng của anh giờ ảnh với chị đang móc sen, bữa nào mình trải nghiệm móc sen cho cả nhà nha. Xem cái cảnh chống xuồng thích không cả nhà. Sen lúc gầy sen rẻ quá, sen nước lên là sen rẻ.
sen lớp gầy có 10, 11, 12 ngàn ký à. Còn lên lộ này 2 thì khoảng 20, 20 mấy ngàn ký cả nhà. Rồi, giờ mình đi vô nha. Vô cái bờ này vô tới nhà nha. Từ mình giăng lưới ba màn cả nhà ơi. Mà ổng giờ ổng gỡ cá hết nổi rồi. Cá phi nó dính lưới 6 phân mà dính nẹo vàng luôn, ổng gỡ hết nổi rồi. Chắc bữa nào mình theo ổng mình giăng lưới nha cả nhà. Một là giăng lưới, hai là giăng công mồi trùng nha cả nhà. Ổng giờ ổng còn một tay lưới nữa mà ổng nó ổng dở hết nổi nữa nha. Tay lưới lên rắm những sen này nè. Cá phi dữ dằn luôn, ổng ổng gỡ hết nổi nha. Ổng nó ổng gỡ gần như chó luôn. Giờ mình còn trong đó 2-3 cần câu nữa mình về luôn cả nhà. À, đây là mớ cá của ảnh nè cả nhà. Thì hồi tối ảnh thăm một phan sùng này nữa nè, mà ảnh bỏ nhà rồi, cá phi không à. Giờ cá này anh không cho quay luôn, anh kéo đi rồi. Rồi giờ mình đi về nha cả nhà. Nè cả nhà, lưới dính nẹo nẹo luôn cả nhà. Mình đi theo ổng hồi có cá thắt lát đầy luôn, chắc hồi mình đi theo ổng luôn á. Ổng nói giờ ổng gỡ hết nổi, hồi mình đi quần lưới ổng trước đi. Hết dính rồi, ôi nổ được mấy cái đầu tiên không dính rồi cả nhà ơi. Bị lừa cả nhà ơi. À, dính cái chốt nữa nè, nguyên một đám lưới luôn, cả đống luôn. Giờ ổng đang gỡ rồi nha. Ok, mình thấy mình cũng sàm dữ lắm rồi đó. Đó, thắt lát rồi. Ô, có chơi nữa. Thắt lát cỡ này 80 ngàn ký nha cả nhà. Ở dưới quê mình lúc gà 80 ngàn ký. Đâu cần nhiều, chừng 20 con rồi thấy lụm gần cả 100 ngàn rồi đó. Thì đây là số cá của mình sáng nay nha cả nhà. Đi được một con ếch, ếch nhỏ, cô nãy nó ếch đỏ. Mấy cá này cá đêm hôm chết trơn cả nhà. Còn cá đêm hôm thì trong cái thùng này giờ mình sẽ tắt máy mình đổ nó ra nha. Hai con việc mình bỏ ra bao riêng để một hồi nó mổ chết, tại nó còn cái miệng nó còn sống. Rồi giờ mình dẫn chân quay lên nha. Đây là số cá mình hồi sáng nay nha cả nhà. Cái là gần xíu nữa. Đó, con cá này cũng hơi tổ tổ rồi. Hết này giờ mình buông ra nó nhảy cái tổng rồi. Mình sẽ đổ cá hồi điểm hôm ra nha. Điểm hôm thành quả giờ như đây nè. Ồ, một bầy cá lồng gồng luôn. Có con nhảy chứ. Điểm hôm giờ như đây. Ba con ếch với lại con việt nha cả nhà. Ba con ếch tổ. Ếch đây. Đây nè. Ba con ếch này. Đó, đó, đó. Ghê hồn rồi. Ghê rồi. Con này còn 200 mấy hết dầu rồi. 200 gram, con này 200 gram bự luôn, tà ná luôn, với một thao cá nữa, với con việt, ố nhảy, để em bắt con việt cái, bữa nay trúng bánh này cả nhà, vô con này có lý, à, quá đã quá đã, bỏ nó ra riêng để nó mổ, con này nó không dữ lắm, nó mổ đưa lại gần nữa nó mổ chết luôn, đó. Rồi giờ mình kết thúc clip đây luôn nha. Anh em thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đăng ký nhớ bật chuông nha cả nhà. Rồi chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ hạnh phúc nha.